Rồi, chào Phúc, em đang ở trong cái chương trình phỏng vấn dành cho người thắng cuộc. Dạ. Thì em có thể chia sẻ một chút cho cái niềm vui của mình cho các bạn xem ngày hôm nay không? Em tên gì và mục tiêu của em là gì? Em tên là Phúc. Thì em có dự định là sẽ đi du học hoặc là đi làm gì đó thì em chưa biết, dựa vào tùy thuộc vào cái số điểm mà của em đạt được. Do đó em đặt mục tiêu của em là em sẽ đạt được điểm 5 chấm. Do đó em tham gia cái khóa học của thầy thì em đã đạt được 5 chấm. Em định đi học và đi làm ở đâu? Em định đi Úc hoặc là hay Canada gì đó. Thì Canada thì nó cũng đang mở cái chương trình CES đó, thì mọi người là đạt được điểm 5 chấm và tất cả thì trên 4.5 thì là có thể đi được. Do đó em rồi, thì em chỉ mới học được khoảng 30 mấy ngày, cũng chưa hết 40 ngày nữa. Dạ. Em đã đi thi rồi thì tại sao em lại vội vàng? Tại vì số điểm em cần cái bằng điểm gấp á, trong vòng 1 tháng là em phải đạt được. Mà nếu mà càng lâu, để lâu á thì cái hồ sơ em lại phải chờ lâu nữa. Cho nên em quyết định em đi thi luôn. Thì học chưa đủ thì em có tự tin không? Dạ, cũng bình thường, cũng tự tin, nhưng mà nhờ thầy nói một câu cái làm em bị tuột luôn. Thầy nói là em thứ bảy em thi xong rồi thì thứ hai vô học liền đi, để thôi để lâu mất việc. Mà ngày đi thi đầu tiên, mấy ngày đi thi đầu thì em đi thi về em hoàn toàn không có cảm giác gì hết, cũng bình thường vui vẻ đâu. Tới lúc mà những ngày mà gần cuối mà gần nhận cái kết quả thi á thì nó cha su dữ vậy. Rất là học. Dạ. Thì khi nhận được kết quả thì em có bất ngờ và vui mừng không? Dạ có thầy. Nhất là phần speaking của em được 5.5. Em ngày mà em sáng mà khoảng chừng 7 giờ thì họ gửi tin nhắn họ báo kết quả thì em vui lắm và vui chảy nước mắt luôn, lần đầu tiên luôn. Rồi thì khi mà em đăng ký vô đại học khóa 20 ngày thì em có cảm giác tự tin với khóa học này không? Vì nó rất là ngắn. Em có tin là mình sẽ đạt được không? Hay là em đang đánh cược? Bởi vì em nhìn thấy những người khác đã thành công. Em thì em nói chung là em bỏ tiếng Anh cả 10 năm rồi. Rồi khi mà em quyết định em quay lại em học tiếng Anh để mà em đi á thì em thấy là rất là khó khăn. Mà vì cái hồ sơ em phải cần cái bảng điểm gấp á, trong vòng 1 tháng là phải cần có. Mà em thấy là có đó em thấy hơi giống như là hơi hoang mang, không biết bám vào đâu. Nhưng mà tình cờ thì em thấy được cái lớp của thầy á, thì thầy nói là trong vòng 20 ngày thì có thể đạt được. Em cũng không biết là ông này ông chạy được hay là không, em làm liều luôn, em đăng ký vô đại luôn. Thì những ngày đầu học thì cái cảm giác của em về cái cách học thì có thấy nó lạ, và hình như thầy nhớ ông lầm là em có hơi hoang mang, phải không? Dạ đúng rồi. Em có hay than thở cho thầy và thầy la cho một trận. Đó là phản ứng của rất nhiều người vô đại học, không phải là phản ứng của một mình em. Thì lúc đó sau vài ngày học thì em thấy hơi bị hoang mang, thì em nghĩ như thế nào? Thì em thấy em tin bắt đầu bị lung lay. Càng học càng ngu luôn thầy. Càng ngu luôn. Nhưng mà sao em vẫn cố theo mà không bỏ? Tại vì cái giống như là một cái mục tiêu mà mình đã đặt ra rồi thì khó khăn thì mình cũng đu theo, chứ thấy khó cái lại bỏ đi rồi rốt cuộc mình không thực hiện được ước mơ của mình thì đó là cũng điều không tốt lắm. Em từ đâu lên, hay là em ở thành phố, hay là em em là dân ở Vĩnh Long lên. Em lên đây em chỉ thuê nhà trọ và em chỉ để đi học tiếng Anh của thầy thôi. Chị cảm ơn tấm lòng và cái quãng đường rất xa của em ha. Bây giờ sau khi nhận thưởng xong thì em sẽ trở về quê làm hồ sơ. Dạ. Chứ em không có ở thành phố, có việc gì hết. Dạ. Rồi trong rất nhiều cái trung tâm mà sự lựa chọn khác với học phí rẻ hơn rất nhiều, thì tại sao em lại chọn ở AIL, vừa học phí khá cao mà lại thời gian rất ngắn nữa. Nhìn mà lại không test đầu vào, cảm giác nó rất nguy hiểm. Hồi trước thì em có, trước khi đến với lớp của thầy á, thì em cũng đi kiếm một số trung tâm khác. Thì họ nói là bây giờ phải mà học với tầm AIL mà được 5 chấm á, thì em phải tốn khoảng thời gian là tầm 6 đến 8 tháng. Mà phải làm bài test đầu vào này kia này nọ các kiểu, em thấy tốn thời gian quá. Mà một khoảng thời gian 6 tháng lại tốn thêm chi phí ăn ở các kiểu nhiều lắm. Nhưng mà em cũng may mắn là em tìm được cái lớp của thầy. Bằng cách nào? Em lên mạng em search, buồn tình search đại vậy, sao lại như em thấy. Trong thời gian đó Google còn đang chạy nên chúng ta search tiếp được. Nhưng mà hiện nay đã bị tạt do không đóng tiền. Và bây giờ những người giống em mà search nữa thì họ không tìm ra được nữa. Đó cũng có thể là một cái không may đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó gọi là cơ duyên à. Rồi, cảm ơn em về cái sự chia sẻ này rất là nhiều. Và một lần nữa chúc mừng em với bước đầu trên con đường thay đổi cái cuộc sống của mình ha. Dạ, sau hôm nay em cũng cảm ơn thầy. Đến khoa học này em cũng đạt được cái số điểm em cần. Em cũng nhờ thầy giúp đỡ.
Rồi các bạn, mình là chúc mừng Phúc.